loạt pháo M777, kho đạn, xe bọc thép trúng hỏa lực Nga. Nga tăng tốc bao vây abdika từ hai cánh. Thủ tướng Oban, EU đã thất bại trong chiến lược Ukraine. Bộ binh Israel đột kích cục bộ miền Trung Gaza. Hamas tuyên bố chỉ thả con tin khi đạt lệnh ngừng bắn. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là các tin tức cập nhật nóng về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Trên hướng Kupyansk, các đơn vị từ nhóm quân phía Tây của Nga đã tiêu diệt 225 quân nhân, một xe tăng, hai xe chiến đấu bọc thép, ba phương tiện, một pháo tự hành Govdika theo hướng Krasnolimansk Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới hơn 120 quân nhân, hai xe chiến đấu bộ binh và một đơn vị pháo tự hành Acacia. Theo hướng Donetsk, tổng thiệt hại của AFU ở hướng trên là 295 quân nhân, một xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép và hai phương tiện. Trong quá trình tác chiến phản pháo, hệ thống pháo M777, pháo tự hành m b do Mỹ sản xuất của Ukraine, cũng như đơn vị pháo tự hành Dana do Séc sản xuất, đã trúng hỏa lực Nga. Theo hướng Nam Donetsk, tổn thất hàng ngày của FU ở hướng trên là 100 quân nhân, hai xe chiến đấu bọc thép. Ngoài ra, trong cuộc phản pháo, hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, pháo tự hành Acacia cũng như hai pháo phản lực D-20 bị Nga phá hủy. Theo hướng Zaporizhia, tổn thất của FU trên hướng này lên tới 85 quân nhân, 3 xe tăng, trong đó có 2 xe Leopard, 4 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe tăng. Ngoài ra, trong cuộc phản pháo, hệ thống pháo M777, pháo tự hành M119 do Mỹ sản xuất và pháo D-20 bị phá hủy. Theo hướng Kherson, hơn 25 quân nhân Ukraine, ba phương tiện và một khẩu pháo m đã bị tiêu diệt do hỏa lực Nga. Tại khu vực làng Olovsk-China, vùng Dnipropetrovsk, một gò đạn dược của AFU đã bị phá hủy. Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở 128 khu vực trong ngày phóng viên quân sự Nga Kotenok đưa tin, ở mặt trận phía Bắc từ Krasnogorovka, quân xung kích Nga đã tràn qua tuyến đường sắt, tấn công các cứ điểm của Ukraine, áp sát phía đông nhà máy luyện cốc Avdivka. Chuyến thuật này lặp lại hành động của lực lượng Wagner để giành quyền kiểm soát hoàn toàn ba gờ mút, xâm nhập và bao vây các vị trí của Ukraine bằng các nhóm cơ động nhỏ, hạn chế hành động của địch và gọi pháo binh. Trong khi đó, kênh Riba cho biết, tính đến 0 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10 theo giờ địa phương, quân đội Nga được không quân yểm trợ mạnh mẽ đã giành quyền kiểm soát một khu vực rộng lớn ở phía nam thành phố, pháo đài Avdiivka, nơi họ chịu ít tổn thất hơn so với phía Bắc. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat nói trên truyền hình quốc gia Ukraine hôm 26 tháng 10, bằng chứng là cần thiết. Lực lượng Nga đã công bố những bức ảnh cho thấy các mảnh vỡ của hai tên lửa đạn đạo ATACMS mà họ đánh chặn thành công. Theo tuyên bố của Nga, những mảnh vỡ này nằm gần ngôi làng Biloryaichensky, nằm dưới sự kiểm soát của Moscow ở tỉnh Lugansk. Đáp trả điều này, ông Inat nhấn mạnh, nếu họ chụp ảnh một động cơ từ ATACMS được tìm thấy sau vụ đánh chặn, điều đó không nhất thiết có nghĩa là họ đã bắn hạ nó. Trước đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công thành công các sân bay do Nga kiểm soát tại các thành phố Berdyansk và Lugansk đều do Nga kiểm soát vào đêm ngày 17 tháng 10. Các lực lượng hoạt động đặc biệt sau đó báo cáo đã phá hủy 9 máy bay trực thăng và thiết bị đặc biệt khác của quân đội Nga. Các cơ sở quân sự và kho đạn dược cũng bị thiệt hại đáng kể. Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó xác nhận Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công thành công, đánh dấu lần đầu tiên sử dụng tên lửa ATACMS trong cuộc chiến với Nga. Ria Novosti hôm nay dẫn lời tiểu đoàn trưởng Andrei Tishchenko cho biết tiểu đoàn quân tình nguyện Bogdan Khmenitsky, lực lượng có toàn bộ thành viên là những binh sĩ Ukraine đầu hàng Nga, đã được biên chế cho đơn vị dân quân Kashkate của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Theo Tishchenko, tiểu đoàn vẫn trong quá trình huấn luyện, bắt đầu cách đây khoảng 3 tuần. Sau khi kết thúc khóa đào tạo, họ sẽ làm lễ tuyên thệ rồi tới thẳng tiền tuyến. Tiểu đoàn Bogdan Khmelnytsky được thành lập tháng 11 năm ngoái với nòng cốt là hàng binh Ukraine. Quân đội Nga cho biết họ gia nhập tiểu đoàn theo hình thức tự nguyện, phải đáp ứng các tiêu chí xét tuyển khắt khe về thể chất, tinh thần cũng như chưa có tiền án tiền sự. Không rõ tiểu đoàn Bogdan Khmelnytsky hiện có bao nhiêu thành viên, song một quan chức của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng hồi tháng 2 cho biết có khoảng 200 hàng binh Ukraine sẵn sàng gia nhập tiểu đoàn. EU vào tháng 12 sẽ phải điều chỉnh ngân sách 2021 đến 2027 trị giá 1,1 nghìn tỷ euro, tương đương 1,2 nghìn tỷ đô la Mỹ, vốn đã căng thẳng do chi tiêu khẩn cấp trong đại dịch COVID-19 và kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022. Cơ quan điều hành của khối này đề xuất các quốc gia thành viên đóng góp nhiều hơn vào kho bạc chung để cung cấp 50 tỷ euro cho Ukraine và chi thêm 15 tỷ euro cho vấn đề di cư. Một đề xuất khác sẽ phân bổ 20 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông Oban cho biết, vì nhận thấy đề xuất này chưa được giải đáp đúng cách và không phù hợp làm cơ sở cho các cuộc đàm phán nghiêm túc, chúng tôi đã từ chối. Đó là một trận chiến lớn, đặc biệt là về vấn đề Ukraine. Ông Oban cho biết, vấn đề lớn nhất là chiến lược của Bruxelles gửi tiền và viện trợ quân sự tới Ukraine để giúp nước này chống lại Nga đã thất bại. Ông cho hay, mọi người lúc này đều biết nhưng họ không dám nói thẳng rằng chiến lược này đã thất bại. Rõ ràng là nó sẽ không hiệu quả. Người Ukraine sẽ không giành chiến thắng trên tiền tuyến và khẳng định rằng EU cần nghĩ ra kế hoạch B cùng với ước tính chi phí. Một khi biết chi phí đó là bao nhiêu, chúng tôi sẽ có thể chia sẻ gánh nặng đó với nhau. Theo hãng tin Sputnik, trong thông báo hôm 26 tháng 10, Lầu Năm Góc cho biết, trong gói viện trợ trị giá 150 triệu đô la Mỹ có đạn bổ sung cho hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia NASAMS, tên lửa phòng không AIM-9M, tên lửa Stinger, đạn bổ sung cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS cùng đạn pháo 155mm và 105mm. Ngoài ra, Mỹ sẽ gửi thêm tên lửa TOW, tên lửa chống tăng Javelin, thiết bị chống thời tiết lạnh, phụ tùng thay thế, ống nhòm nhìn đêm và hơn 2 triệu viên đạn dùng cho các loại vũ khí hạng nhẹ. Trước đó, Mỹ thông báo chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine có tầm bắn lên tới 165 km. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Kiev sẽ thường xuyên nhận được tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp. Ukraine đã ra mắt tên lửa ATACMS trong cuộc tấn công vào căn cứ không quân của Nga hồi đầu tháng này. Ukraine nhắm mục tiêu vào các cơ sở ở thành phố Berdyansk thuộc miền nam Ukraine, ở Zaporizhia và Lugansk thuộc miền đông Ukraine. Quân đội Israel thông báo hôm nay, trong ngày vừa qua, bộ binh của lực lượng phòng vệ Israel IDF với sự yểm trợ từ chiến đấu cơ và UAV đã thực hiện một đợt không kích ở miền trung của giải Gaza. IDF đã xác định và tập kích nhiều mục tiêu, trong đó có sở chỉ huy và kiểm soát điểm khai hỏa tên lửa chống tăng cùng các thành viên của Hamas các binh sĩ Israel đã rút quân khỏi khu vực sau khi kết thúc chiến dịch và không ghi nhận thương vong. Quân đội Israel công bố hình ảnh cho thấy một đoàn xe bọc thép cùng các công trình bị tập kích với cột khói bụi lớn bốc lên. IDF cũng mở chiến dịch tương tự trong đêm ngày 25 tháng 10, sử dụng bộ binh và xe tăng tấn công nhiều vị trí đóng quân, hạ tầng và điểm khai hỏa tên lửa chống tăng của các nhóm vũ trang tại khu vực miền Bắc giải Gaza. Lực lượng này không công bố thiệt hại hoặc thương vong liên quan tới các bên tham chiến. Ông Abu Hamif cho hay, các nhóm bắt hàng chục người, hầu hết là dân thường, và chúng tôi cần thời gian để tìm thấy họ ở giải Gaza rồi thả họ. Thành viên Hamas nói rằng lực lượng này cần môi trường yên bình để hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm các con tin. Ông Hamif cũng nhấn mạnh, Hamas không thể thả các con tin khi chưa đạt được lệnh ngừng bắn. Lực lượng Hamas hôm 26 tháng 7 cho biết, các cuộc không kích của Israel vào giải Gaza đã khiến cho khoảng 50 con tin thiệt mạng. Israel kêu gọi Nga trục xuất phái đoàn Hamas đang tới thăm, gọi lời mời nhóm này tới Moscow là tệ hại. Nga giữ quan hệ tốt với các quốc gia chủ chốt ở Trung Đông như Israel, Iran, Syria và cả chính quyền Palestine cùng nhóm vũ trang Hamas. Nga nhiều lần cáo buộc cuộc khủng hoảng ở khu vực hiện nay là do chính sách ngoại giao thất bại của Mỹ, đồng thời kêu gọi Israel, Hamas ngừng bắn, nối lại đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình. Israel cho biết lực lượng vũ trang ở giải Gaza đang giữ hơn 220 con tin, trong đó có công dân các quốc gia khác. Quá trình giải cứu các con tin phức tạp do phía Israel không rõ tung tích chính xác của họ. Giới chức Israel cho rằng nhiều con tin có thể bị giam trong các đường hầm ở giải Gaza. Hamas đã thả 4 con tin và nói rằng sẽ thả thêm nhiều người khi tình hình thực tế cho phép. Tờ Bangkok Post dẫn lời Ngoại trưởng Thái Lan Pan Pri, bà Hipha Nukara cho hay, nhóm các nhà đàm phán Thái Lan được phái đến Trung Đông để giúp đảm bảo việc thả con tin. Thái Lan là một trong những nước cung cấp lao động lớn nhất ở Israel với khoảng 30.000 người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Chính phủ Israel cho biết, trong số 138 con tin có hộ chiếu nước ngoài, ngoài 54 công dân Thái Lan, còn có 15 người Argentina, 12 người Đức, 12 người Mỹ, 6 người Pháp và 6 người Nga. Ngoài ra còn có một con tin người Trung Quốc, một Sri Lanka, hai Tanzania và hai người Philippines. Về phía Hàn Quốc, các máy bay chiến đấu F35A, máy bay tiếp nhiên liệu vận tải KC-330 và máy bay phát hiện và điều khiển radar E-737 sẽ tham gia. Mỹ cũng đã điều động các máy bay chiến đấu F35A và F35B cũng như các máy bay hiện đại khác tới. Phía Mỹ cho biết, các máy bay F-35A, F-A-18 và F-35B của nước này đóng quân tại Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận. Theo Yonhap, một máy bay chở dầu KC-30A của Australia sẽ tham gia khóa huấn luyện tiếp nhiên liệu trên không. Quân đội Mỹ nhấn mạnh cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ, và không nhằm mục đích khiêu khích hay đe dọa bất kỳ quốc gia nào. Giới chuyên gia phân tích cho rằng nhiều khả năng Triều Tiên sẽ có những hành động đáp trả của tập trận của Mỹ và Hàn Quốc, cũng như tổ chức tập trận quân sự phóng thử tên lửa, thậm chí là thử hạt nhân. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự quốc tế, được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.